Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiên Thủ Tỳ Cố Ngài Đại Bi. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi chúng ta rải hoa để tiễn biệt cô, thì giờ này tất cả chúng ta sau khi rời cánh hoa cầu nguyện của mình xong, các vị lui ra để cho bên bộ phận nơi hoa viên lấp đất, và sau đó chúng ta sẽ làm lễ tạm mộ. Mời bên bộ phận của hoa viên Bình Dương chúng ta bước vào bên trong để làm công việc của mình. Nam mô A Di Đà Phật.